Animal World 3D chào các bạn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Hôm nay cùng mình chơi game đúc thép ua phần 2 nhé. Các bạn có thể tải game tại CS Play hoặc Apple Store. Và các bạn chú ý không lên chơi game quá 180 phút một ngày để không ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.
Already, man. Silly thing. Come on, dude. Give up, boy. Already, man.
Give up already, man. Give up already, man.